Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng mạnh lấy lại mốc chủ chốt 2.400 đô la Mỹ một ao nhờ kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9 trong cuộc họp tuần này. Theo một cuộc khảo sát, vàng đã trở thành tài sản phòng hộ tốt nhất nếu như ông Donald Trump giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Ở trong nước, giá vàng miếng giữ nguyên mốc 79 triệu đồng một lượng chiều bán, trong khi giá vàng nhận bốt số 9 tăng mạnh vượt mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 3.700.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 2 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhận bốt số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 77 triệu cho đến 78 triệu đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 79 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhận bốt số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 76 triệu 300.000 đồng một lượng và 77 triệu 300.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 77 triệu đồng một lượng, chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 77 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 77 triệu đồng một lượng và 79 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 77 triệu đồng một lượng và 79 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNJ niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 77 triệu đồng một lượng, chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 77 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNJ 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SGC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 77 triệu 100.000 đồng một lượng, chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 77 triệu đồng một lượng, chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SGC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 78 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng E-Sim, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 77 triệu đồng một lượng, chiều bán 79 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhận bốt số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 679.000 đồng một lượng đến 75 triệu 950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 32 triệu 179.000 đồng một lượng đến 77 triệu 300.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đảo chiều và có được mức tăng hơn 1% khi các nhà đầu tư vẫn lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Chiến lược gia trưởng ông Philip Chable của công ty Blue Line Futuri nhận định nền kinh tế châu Âu đang suy yếu và họ sẽ phải giảm lãi suất vào tháng 9. Mỹ cũng sẽ giảm lãi suất Điều đó đang hỗ trợ cho thị trường vàng. Cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày của Fed đã kết thúc vào ngày hôm qua thứ Tư theo giờ của Mỹ. Kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại lần họp này, nhà đầu tư mong đợi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell sẽ phát đi tín hiệu về thời điểm và số lần cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Số liệu thống kê công bố ngày hôm thứ Ba cho thấy số công việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế của Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6, nhưng số liệu của tháng 5 được điều chỉnh tăng, dấu hiệu cho thấy thị trường lao động của Mỹ vẫn đang vững vàng. Chiến lược gia trưởng ông Ole Hansen của ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết, trong ngắn hạn, giá vàng có thể sẽ trải qua những phiên giao dịch đáng thất vọng, nhưng xu hướng chung của giá vàng vẫn là tăng trong những tháng tới và quý tới. Theo trưởng phân tích Ronald O'Connell của công ty StoneX cho biết, nhu cầu vàng vật chất đang có chiều hướng khởi sắc ở khu vực châu Á. Lực mua vàng nữ trang ở Ấn Độ được dự báo sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm nay nhờ động thái của chính phủ nước này giảm thuế nhập khẩu vàng từ 15% xuống 6% vào tuần trước. Tại Trung Quốc, nhu cầu cũng đang tăng trở lại sau khi giảm gần 6% trong nửa đầu năm. Giá vàng giao ngay tại thị trường Thượng Hải đã quay về trạng thái chênh lệch cao hơn so với giá vàng quốc tế, một dấu hiệu của sự gia tăng nhu cầu. Theo kết quả của khảo sát của hãng tin Bloomberg mới được công bố, vàng được cho là tài sản an toàn tốt nhất cho các nhà đầu tư nếu cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Một tỷ lệ lớn các chuyên gia tham gia khảo sát này cho rằng chính sách của ông Donald Trump sẽ làm suy yếu đồng đô la Mỹ và do đó thúc đẩy giá vàng tăng lên. Theo hãng tin này, lịch sử ủng hộ dự báo lạc quan này về giá vàng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, đồng đô la Mỹ đã mất giá hơn 10% và giá vàng giao ngay đã tăng hơn 50%. Thị trường cũng chờ đợi một loạt dữ liệu việc làm của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng dự kiến sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Nhà phân tích Giovanni của ngân hàng UBS Thụy Sĩ dự báo thị trường việc làm có khả năng sẽ chậm lại. Điều này sẽ trở thành chất xúc tác khiến cho Fed chắc chắn hơn vào quyết định chính sách tiền tệ của mình. Động thái xoay trục chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư trong thời gian tới. Trong một dự báo mới nhất, ngân hàng JP Morgan của Mỹ giữ nguyên dự báo giá vàng thế giới ở mức trung bình 2.500 đô la Mỹ trong năm 2024 và 2.600 đô la Mỹ một ounce trong năm 2025. Mức trung bình cũng có nghĩa là sẽ có lúc vàng sẽ vượt lên trên ngưỡng 2.500 đô la Mỹ. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin để khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.